Thầy xin chào tất cả các bạn nha. Thầy chào Quỳnh Linh, thầy chào tất cả các bạn nha. Rồi, chào tất cả các bạn. Thì bây giờ các bạn, thầy sẽ tiếp tục uh, hướng dẫn cho các bạn nha. Là chúng ta luyện Open Close qua uh, Chicken Soup for the Show bạn nha. À, qua những câu chuyện về cuộc sống nè, uh, có thể thay đổi cuộc đời của bạn. Thì mấy bữa đó, thầy và các bạn nè, đã làm xong cái bài Open Close đầu tiên rồi và cái bài đầu tiên á thầy trích từ đề thi olympic 30 tháng 4 mở rộng của hồ chí minh các bạn nha thì ở trong cái bài đầu tiên này các bạn ở uh, ba bài học ở uh, rất là quan trọng trong cuộc sống các bạn nha uh, rất là ý nghĩa các bạn ở uh, rất là hay luôn và chúng ta đi từng câu từng câu một thì bữa nay ở uh, thầy sẽ có một cái bài tiếp theo ở uh, chia sẻ cho các bạn nha rồi cũng là những câu chuyện về cuộc sống mà nó khá là hay các bạn nó khá là ý nghĩa. Thầy tin chắc rằng các bạn đã đọc qua những câu chuyện thế này rồi và thậm chí là nhiều bạn không thích bị ờ uh, giáo huấn bị nghe những câu chuyện thế này. Uh, không sao các bạn. Rồi. Các bạn có thể xem như là việc mình đang học tiếng Anh các bạn nha. Đó, đang học tiếng Anh qua những câu chuyện thế này. Rồi thầy chào bạn <laughs> Anh Khôi nha. Rồi Anh Khôi đổi tên. Rồi thầy mới biết luôn đó Em không nói thầy không biết em luôn Bây giờ uh, chúng ta sẽ làm cái phần này uh, Các bạn nhé Rồi chúng ta sẽ làm nè đây Thì câu chuyện hôm nay Chính là một cái cọng dây Nhỏ các bạn nha Rồi một cái cọng dây nhỏ nè uh, Cái tự đề là do thầy đặt đó các bạn Bởi vì câu chuyện chúng ta hầu như Là không có tự đề Thầy lượm lặt trên Google uh, Trên Internet các bạn nha Câu số 1 bạn sẽ điền chữ gì đây thì ở trong cái câu chuyện này có 20 chỗ trống Bạn nào mà điền cho thầy được 15 chỗ Rất là xịn sò luôn các bạn nha Rất là xịn sò luôn Câu số 1 các bạn nè Thì khi mà người bạn của tôi các bạn ở à, Đang băng qua những con voi Tóm lại rằng đang băng qua những con voi Thì nó đột ngột ngừng lại các bạn ở à, cái gì đó nè bởi cái sự việc là ở à, những cái con voi lớn này những cái sinh vật lớn này thì cái gì đó bởi một cọng dây nhỏ cột nó ở cái chân trước nè thì một cái dạng bài tập open close này đó các bạn nó khó là bạn cần phải biết nhiều kiến thức thì mới làm được nha có nghĩa rằng bạn biết về từ vựng nè về collocation về idiom ở à các bạn nha và sự quan sát tinh tế nữa thì ở trong câu số 1 ở trong câu này à, có rất nhiều bạn sẽ dùng những từ khác nhau các bạn có rất nhiều bạn sẽ dùng những chữ khác nhau một số bạn thì nói rằng á thì em thấy rằng chỗ này có chữ bài nè chỗ này có chữ bài nè thì chỗ này em sẽ sử dụng một cái động từ v 3 để cho nó ra bị động các bạn vậy thì một số bạn sẽ dùng chữ này chữ surprise nè đây các bạn chữ surprise nha là ngạc nhiên bởi ở cái sự thật rằng thì những con sinh vật này gì đó nhưng mà một số bạn á không nghĩ từ surprise bạn nói rằng cái từ surprise này nó không có xịn sò nó không có hay lắm bởi vì là em đọc những cái câu ở dưới, dưới đây nè thì em thấy rằng cái từ surprise nó chưa thể hiện được ý nghĩa của câu chuyện thì chỗ này em dùng cái chữ này confuse đó bị bối rối bởi bị sửng sốt bởi cái chuyện này à, các bạn nha rồi tóm lại rằng cái từ confuse các bạn nó cũng bao gồm cái từ surprise nhưng mà hơi bối rối một chút xíu nữa các bạn nha nó sẽ hay hơn à, các bạn nha nó sẽ hay hơn xin chúc mừng bạn nào chọn chữ này cũng được và chữ này cũng được nhưng mà ưu tiên chữ này bởi vì câu chúng ta sẽ hay hơn rồi quá trời bạn rất là xuất sắc luôn Thầy dịch lại nha Khi cái người bạn của tôi đang mang qua những con voi Thì nó đột ngột ngừng lại Nó bị hoang mang, bị bối rối Lẫn ngạc nhiên bởi sự thật rằng Thì những cái cái con sinh vật khổng lồ này Thì gì đó bạn nè Bởi một cái cọng dây nhỏ Cột với cái chân phía trước của nó Thì trong câu số 2 Bạn chọn cái gì đây Thì rất nhiều bạn rất nhiều bạn sẽ uh, chọn chữ này Thầy ví dụ nha uh, Rất nhiều bạn sẽ chọn cái từ nó nè Bởi vì bạn không nghĩ ra được một cái chữ khác điền ở trong đây Nhưng mà một số bạn á, khác, xịn hơn Bạn nói rằng chữ nó ở trong câu này Nó không phù hợp với ý nghĩa Em sẽ chọn cái chữ này Nó vừa đúng về ngữ pháp Mà nó vừa hợp với ý nghĩa luôn thì những con sinh vật lớn này các bạn đang bị bị giữ lại nè bởi một cọng dây nhỏ cột với cái chân của nó thì ở trong câu số 3 một số bạn thì suy nghĩ rằng ồ oh, ở cái chân của nó thì nếu là của nó thì các bạn chọn chữ này chữ x nè vậy thì bạn bị đánh lừa không đúng các bạn nha không đúng ở đây không phải chữ x các bạn mà À, các bạn chọn cái hai cái chữ này. Rồi, chữ mà chúng ta hay nói các bạn cứ thấy chữ x dùng chữ đe thấy chữ đe dùng chữ x thì chỗ này chữ đe các bạn nha. Rồi chữ đe nè. Không phải x các bạn. Bởi vì trong câu chúng ta bạn thấy rằng những con sinh vật khổng lồ này là nhiều con quá nên đây phải là số nhiều. Đó. Một số bạn thấy nhầm nữa nha một số bạn này thấy sai đó, có bạn rất là xịn luôn mà sai đó nha. Tiếp các bạn, không có cộng dây xích nào, không có cái lồng nào, có nghĩa rằng nó không bị xích bởi những cộng dây xích to hoặc là nó bị nhốt trong cái lồng các bạn nha. Thì nó rất là rõ ràng rằng những cái con voi này ở bất kỳ thời điểm nào rồi, break away đây chính là trốn thoát các bạn nha. Thì cái chữ này đó bạn có cái từ break away nó tương tự như nghĩa của cái từ escape ở các bạn nào rồi ở trong câu số 4 bạn nào mà quan sát tinh tế thì mới làm được câu này các bạn nha và thầy thấy rất nhiều bạn đã làm đúng rồi ở đây các bạn nếu như bạn thấy nè chỗ này dấu phẩy tới chữ này á bạn bỏ thầy đi thì câu chúng ta rất là dễ hiểu dễ làm luôn bạn Người ta chen cái chỗ này, người ta gây khó khăn cho các bạn. Thì một số bạn thấy đây là thì quá khứ. Thì chỗ này bạn chọn cho thầy một cái động từ mà đi với cái V1 ở phía sau mà nó hợp với thì quá khứ chính là cái từ uh, could ở uh, các bạn nha. Đó. Thầy thấy nhiều bạn làm uh, rất là xuất sắc câu này nha. Chọn thầy cái từ could nè. Thì rất là rõ ràng rằng những con voi này các bạn có thể trốn thoát bất kỳ lúc nào Từ những cọng dây mà chúng được cột Được cột với Cái gì đó, một vài lý do Chúng không có làm Rồi, chúng không có làm Thì ở trong câu số 5 nè Thì uh, Câu này đòi hỏi các bạn hiểu về ý nghĩa uh, Các bạn nha, hiểu về ý nghĩa nè Đây các bạn rất là rõ ràng rằng những con voi này có thể trốn thoát bất kỳ thời điểm nào khỏi cộng dây mà chúng bị cột với. Ở cái gì đó một vài lý do thì chúng không có làm chuyện này. Thì chỗ này bạn thấy rằng hai ý chúng ta trái ngược với nhau và ở đây bạn chọn thay cái từ but ở các bạn nha. Đó, nhưng các bạn nha. Nhưng vì một vài lý do chúng không có làm. Quá trời bạn xuất sắc luôn nha quá cho bạn xuất sắc luôn. Thì cái người bạn của tôi thấy một cái trainer gì đó và hỏi tại sao những cái con voi ở rất là tráng lệ, hoành tráng này, ở rất là đẹp này chỉ đứng đó và mắc nô cái gì đó để mà đi khỏi cái chỗ này. Thì ở trong câu số 6 các bạn, ở trong câu số 6, bạn chọn chữ gì đây nè, ở trong câu số 6 Thầy xin chúc mừng bạn nào chọn chữ này nha. À, bạn của tôi thấy một cái người à, huấn luyện voi. Và hỏi tại sao những con voi này to lớn đẹp này đứng đó mà không cái gì đó để mà get away. Thì ở trong câu số 6, à, rất nhiều bạn sẽ nghĩ tới chữ này. Tại bạn thấy, thầy thấy rất nhiều bạn sẽ chọn cái từ coming nha. À, nhưng mà cái từ coming trong câu này nó không phù hợp bạn. À. Thấy đi tới và hỏi. Rồi, thấy đi tới và hỏi. Thì nếu như bạn không có một cái chữ nào đó tốt hơn. Thì bạn chọn từ coming á. Vẫn được chấp nhận các bạn nha. Nhưng mà nó không hay các bạn. Nó không hay. Tự nhiên thấy, đi tới và hỏi. À, nó không hay bằng chữ này nè. À, thầy xin chúc mừng bạn nào chọn thầy. Một cái chữ, một cái trạng từ. Bổ nghĩa cho cái động từ này nè. Đó. Bộ nghĩa chủ động từ này Xin chúc mừng bạn đã chọn chữ này các bạn Đây, chữ này đây nha à, Các bạn có cái từ nearby các bạn Thì đây chính là trạng từ các bạn nè Và nó mang ý nghĩa là Thấy một cái người à, Nuôi dạy con voi Ở kế bên Và hỏi tại sao cái con voi Rất là Lực lượng này, đẹp này Chỉ đứng đó mà không có gì đó để trốn đi Rồi, câu số 7 Bạn chọn cái gì thì ở trong câu số 7 các bạn ở trong câu số 7 đó nhiều bạn sẽ chọn chữ này. Nhiều bạn sẽ chọn cái từ là effort. Còn một số bạn không nghĩ cái từ effort. Bạn nói rằng ở trong trường hợp này em dùng cái chữ này thì mới đúng. Ờ à, các bạn nha. Thì mới đúng. Thì có sự khác biệt một chút xíu các giữa cái từ effort và cái từ attempt ở các bạn nha. Thì khi mà bạn gặp À, cái câu mà nó mang ý nghĩa là cái người đó không thèm cố gắng gì hết, không thèm làm gì hết, không thèm cố gắng, không thèm gì hết, làm gì hết thì bạn chọn cái thầy cái chữ này nè, các bạn nha. còn cái từ này các bạn nó mang ý nghĩa là đã cố gắng nhiều 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 rồi nhưng mà à, đã thất bại. còn cái chữ này, chả cố gắng lúc xíu nào luôn. ở đây bạn chọn thầy cái từ attempt, bởi vì nó khác nhau về ý nghĩa một chút xíu các bạn nha. Bởi vì bạn hiểu cái câu chuyện của chúng ta thì bạn thấy rằng cái con voi này nó chả làm bất kỳ cái nỗ lực đó các bạn, nó chả làm, làm gì nó để y chang vậy luôn. Rồi, chọn thẻ từ attempt ờ các bạn nha. Xong, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nè, câu số 8. À, cái câu chuyện của chúng ta rất là có ý nghĩa các bạn nha. Chính là một cái con voi các bạn, nó bị cột vô cộng dây nhỏ. Cái người một cái người đi ngang qua rất là ngạc nhiên tại sao nó không có chịu thoát ra cổng dây đó các bạn mà nó chỉ chấp nhận số phận như vậy rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 8 các bạn nha câu số 8 thầy thấy câu số 8 à, có bạn à, rất là xuất sắc rồi đó nha rồi thầy thấy câu số 8 có bạn à, rất là xuất sắc rồi đó rồi thì ở trong câu à, số 8 các bạn nè ở trong câu số 8 thì ở đây trong câu số 8 này thì một số bạn á quan sát chữ dân nè một số bạn quan sát chữ dân nè một số bạn thấy chữ smaller nè đó một số bạn quan sát chữ dần một số bạn quan sát chữ smaller thì một số bạn nói rằng ở à đây chính là variation nè chỗ này là variation à, chữ này là so sánh hơn thì các bạn sẽ dùng cho thầy một cái chữ gọi là nhấn mạnh so sánh hơn rồi bạn nào biết được một cái chữ mà nhấn mạnh so sánh hơn là đúng nha Thầy thấy có nhiều bạn nè, bạn Minh Hiếu nè Và rất nhiều bạn luôn, bạn Võ Gia Hân nè Đã dùng được một chữ nhấn mạnh so sánh hơn Thì đây chính là chữ này các bạn Đây nè, chữ mất nè Tại sao là chữ mất Thầy dịch lại nha À, anh ấy nói Khi mà những con voi này còn nhỏ Và nó nhỏ rất là nhiều nó nhỏ, nó còn nhỏ ở đây nhỏ các bạn thì chúng tôi sử dụng ở uh, cái kích thước gì đó của cọng dây thần này để cột chúng và ở độ tuổi đó thì nó đủ để giữ chúng lại câu số 9 chữ gì đây các bạn câu số 9 chữ gì đây à, uh, thầy xin chúc mừng bạn nào chọn cái thầy cái chữ này nha cái chữ này nó thể hiện được là bạn hiểu được cái ý nghĩa của cái câu chuyện này các bạn câu số 9 bạn nào hiểu được cái câu chuyện này sẽ rất là dùng ở à rất là dễ dàng, dùng chữ này nè. Đây chữ xem nè. Các bạn nha, phải hiểu đó các bạn. Chữ thì rất là đơn giản luôn, nhưng phải hiểu thì mới điền được cái chữ này đó. Chính là một cái yêu cầu của cái bài open and close các bạn. Nếu bạn không hiểu cái đoạn văn thì nó sẽ khó, bạn hiểu rồi nó dễ hơn nhiều. Thỉnh thoảng có những từ vựng khó thì yêu cầu chúng ta phải từ vựng, thông thường từ vựng rất là dễ luôn. À các bạn nha. Rồi chúc mừng quá trời bạn luôn, rất là xuất sắc. Thì ông ấy nói, thì khi chúng còn nhỏ các bạn và nhỏ hơn nhiều, thì chúng tôi sử dụng cái cọng dây thừng uh, cùng kích thước, hồi nhỏ đó để cột chúng. Và ở độ tuổi đó các bạn, ở cái độ tuổi mà những con voi còn nhỏ đó, thì nó thì đủ để mà giữ chúng. Có nghĩa rằng, không cho nó bay, không cho nó đi. Rồi, thầy bye bye bạn Gia Hân nha. Nó không có đi. À, khi chúng gì đó bạn à. Khi chúng gì đó, câu số 10, chữ gì đây các bạn? Khi chúng lớn lên, đây là chữ pro của bạn nha. Rồi, khi chúng lớn lên, chọn thành cái từ pro nè. Câu số 11 các bạn là một cái câu cực kỳ khó luôn, cực kỳ khó luôn. Bạn nào làm đúng câu số 11 là đại cao thủ các bạn. Bạn nào làm đúng câu số 11 là đại cao thủ. Thì câu số 10 á bạn chọn thầy ở cái từ pro các bạn nha. Ở V1 các bạn, chọn thầy cái từ rô là V1 nè. Thì chỗ đây bạn có cái thì uh, hiện tại nè. Ở uh, đây cũng hiện tại luôn các bạn nha. Đó, đây cũng hiện tại luôn. Thầy thấy các bạn dùng V3 đó. Câu số 11. Bạn nào làm đúng câu số 11 này là đại cao thủ nè. Câu số 11 Dĩ nhiên bạn có rất nhiều chữ để bạn điền các bạn Thầy ví dụ như là Be able to nè uh, Be likely to nè uh, Be prone to nè Vân uh, vân nha Rồi nhưng mà Chữ nào nó Nó thể hiện được cái ý nghĩa Trong câu này các bạn nha Thầy thấy nhiều bạn trong đó Bạn nào dùng tend Tu là không đúng đâu Câu số 11 là cái câu khó các bạn Thầy nói rồi Câu số 11 này, bạn nào phải hiểu sâu sắc câu chuyện này. Và bạn phải có một cái từ vựng cực ổn thì mới làm được cái cái câu này các bạn. Rồi thầy dịch nha. Thầy dịch lại nè. À, tóm lại khi nó còn nhỏ ơ là nhỏ luôn. Người ta sử dụng cái cộng cái thần nhỏ cột nó. Thì ở độ tuổi đó nó không có thoát được. Và khi nó lớn lên thì chúng gì đó tin rằng chúng không thể break cái gì đó câu số 11 thì bạn có thể dùng nhiều chữ à, chúng có lẽ để tin rằng à, nếu mà có lẽ các bạn nó không thể hiện cái hay nó không thể hiện cái hay mà chữ này nó mới hay các bạn nè à, câu chuyện của chúng ta người ta dùng cái chữ này các bạn đây chữ condition nè để các bạn nè chữ này nó mới thể hiện được cái nội dung của câu chuyện à, các bạn nha ở đây bạn sử dụng thì bị động nè a à, conditioned to các bạn. Thì cái từ conditioned này đó nó mang ý nghĩa là được huấn luyện để bị ảnh hưởng. Có nghĩa rằng khi chúng lớn lên thì chúng đã bị ảnh hưởng bởi cái niềm tin đó các bạn. Đó, chúng đã bị ảnh hưởng bởi cái niềm tin đó. Chúng bị huấn luyện để bị ảnh hưởng cái chuyện đó. À, câu số 11 nha. Thì nếu như bạn chọn cái từ là likely nè Hoặc là able nè Hoặc là prone nè Thì về ý nghĩa của nó các bạn Chưa phù hợp bằng cái chữ này Bởi vì câu chuyện của chúng ta Người ta muốn nói chúng ta rằng Cái con voi này các bạn à, Từ nhỏ nó bị cột cổng dây đó Và nó bị ảnh hưởng Bởi cái chuyện đó Các bạn nha Ở đây không phải điều kiện các bạn Mà là bị ảnh hưởng Bởi cái ý nghĩa đó Thầy nói rồi, nó hơi khó à, Nhưng mà không sao, thầy nói các bạn rồi Bạn làm cho thầy 15 trên 20 là xịn lắm rồi Rồi xuất sắc lắm rồi các bạn nha Break, câu số 12 Câu số 12 là câu quan sát các bạn à, Câu số 12 à, được tính tới là câu quan sát Bạn nào mà quan sát tốt sẽ làm đúng câu số 12 này Bởi vì ở trên người ta có nói các bạn Ở trên người ta có nói thì chỗ này bạn thấy nè a break away nè đó bạn thấy chỗ này người ta dùng chữ a break away thì chỗ này bạn chọn cái thầy ở cái từ break away luôn nha đó, câu này nó thuộc về thể loại là bạn phải biết quan sát các bạn nha bạn phải biết quan sát thì chúng bị huấn uh, luyện và bị ảnh hưởng để tin là chúng không thể nào trốn thoát được thì chúng tin rằng cái cọng dây thần này vẫn có thể giữ chặt chúng. Vì vậy, chúng cái gì đó à, cố gắng để mà được tự do. Câu số 13 các bạn. Câu số 13. Bạn chọn chữ gì đây nè. Câu số 13. Thì một số bạn nghĩ tới nhiều chữ ở đây. Một số bạn á, à, một số bạn chọn chữ này. Thầy ví dụ nè, một số bạn chọn cái từ ở Vì vậy chúng không thể nào cố gắng. Cái chữ này không không hay các bạn. Nếu bạn điền cái từ can't ở đây các bạn. À bạn dịch sang á bạn dịch sang tiếng Việt á vì vậy chúng không thể cố gắng. Nó không có phù hợp các bạn nha, nó không có hay các bạn. Chọn thầy chữ khác. Về ý nghĩa thì đúng là a can't nhưng mà nó không phù hợp các bạn. Vì vậy chúng sẽ không cố gắng, chữ want rồi Chúng sẽ không cố gắng bạn dùng thì tương lai à, Về ý nghĩa thì tương lai không phù hợp các bạn Nói cái câu này có nghĩa rằng Cái thời điểm nó đứng đó nó đã không cố gắng Và trong quá khứ đã không cố gắng Và sau này nó không cố gắng các bạn Chứ không phải là chỉ tương lai không cố gắng Bạn chọn thầy một cái chữ xịn hơn Hai cái chữ này các bạn Nó sẽ mang ý nghĩa là Chữ này à, Các bạn nhé Chữ này nè Chữ này mới hay nhất các bạn Chữ never các bạn Đó nó không bao giờ cố gắng Chữ này là hay nhất nha Bạn nào chọn chữ never uh, Rất là xuất sắc nha Bạn nào chọn chữ never Cực kỳ xuất sắc luôn Vì vậy Nó không bao giờ cố gắng để mà được tự do các bạn Thì bạn của tôi rất là Rất là thú vị à, Bởi cái lời giải thích này Thì những cái con vật này oh, At any time nè Đó thầy nói bạn không Bạn mà quan sát kỹ Bạn thấy rằng có những điểm lặp lại nè đó đây chính là cái điểm lặp lại của cái khúc này nè mà thấy không đó mình phải quan sát nha quan sát tốt làm tốt thì những con vật này bất kỳ lúc nào cũng có thể tự do từ cái gì đó của chúng nhưng mà chúng tin rằng chúng không có thể làm câu số 14 câu số 14 mà bạn nào mà làm đúng nữa cũng là đại cao thủ nha thì nếu câu số 14 á bạn điền cái từ ropes thì thầy cũng xin chúc mừng bạn bởi vì bạn cũng thuộc là cao thủ nhưng chưa phải đại cao thủ, chưa phải đại cao thủ các bạn. Cái từ ropes này. Ở đây không phải rốt các bạn, không phải tự do từ cái cái cộng dây thừng, tự do khỏi cộng dây thừng mình không dùng từ ropes ở đây nó không có hay các bạn. Thì chỗ này nè có một chữ cực kỳ là hay luôn các bạn mà nó à, đúng với ý nghĩa của bài ở đây á là nó có thể bất kỳ lúc nào cũng tự do khỏi sự xiềng xích này cái sự bỏ tù này cái sự bỏ tù này quá chứ không phải là cái cộng ý thường này cái sự bỏ tù này xin chúc mừng bạn nào chọn cái thầy một cái chữ này quá một cái chữ mang ý nghĩa là à, xiềng nè à, xích nè à. đó à sự nhốt giam này à, này hoặc là sự ở tù này xin chúc mừng bạn nào chọn cái thầy cái chữ này nha chữ bonds nè à, chữ bonds các bạn rồi chữ bonds nha cái từ bonds này các bạn nó cũng mang ý nghĩa là ropes nhưng mà nó có cái ý nghĩa ở à, nghĩa bóng các bạn nó khác một chút xíu nên nó phù hợp vào ý nghĩa này là những con voi này bất kỳ lúc nào cũng thoát khỏi cái sự nhốt giam này sự xiềng xích này sự ở tù này các bạn nha chữ này hơi khó vì vậy thầy nói các bạn rồi đó 15 câu trên 20 bài này xịn lắm rồi à, các bạn nha bài của chúng ta chữ này khó nè chữ này cũng khó luôn đó thoát khỏi cái sự xiềng xích này à, cái sự giam giữ này chúng ta sẽ qua câu số 15 các bạn câu số 15 thì trong câu số 15 nhưng mà chúng tin à, nhưng bởi vì chúng tin là chúng không thể thì chúng thì cái gì đó à, right where they were câu số 15 đòi hỏi các bạn phải có sự cảm nhận tốt về ngôn ngữ để làm tốt các bạn đó phải hiểu cái câu số 15 á thì bạn mới dễ làm nha phải hiểu cái đoạn văn nào thầy dịch lại các bạn thầy dịch lại chút xíu à, bạn nào mà không hiểu cái cái bài này thì sẽ không làm được câu số 15 nó hơi khó xíu các bạn các bạn nha cần phải hiểu cái bài này thì mới làm được câu số 15 thầy dịch nè thầy dịch lại chút xíu nha thầy không dịch lại hết toàn bài thầy dịch một câu thôi các bạn thì những cái con vật này bất kỳ lúc nào cũng có thể tự do từ cái sự xiềng xích này trói buộc này nhưng bởi vì chúng tin rằng chúng không thể vì vậy chúng bị bị mắc kẹt ngay ở chỗ ở cái nơi mà từ nhỏ chúng đã bị mắc kẹt rồi có nghĩa là lớn lên chúng cũng bị mắc kẹt ngay ở cái nơi mà ngày xưa chúng bị mắc kẹt rồi thì chỗ này ở các bạn chọn thầy chữ này nha chữ stock nè đó có nghĩa rằng chuẩn bị bị mắc cà các bạn rồi bị đứng y một chỗ không thể nào nhúc nhích được xin chúc mừng bạn nào chọn thay cái từ stuck này các bạn nha nơi mà chúng đã từng ngày xưa đó tóm lại rằng ngày xưa bị cột bởi một dây nhỏ ở nơi đó lớn lên rồi sức mạnh mình có thể làm được tốt hơn tốt hơn nhưng mà bị cái suy nghĩ ở trong họ là không làm được tôi không thể nào làm được. Tôi làm nhiều lần rồi mà tôi thất bại rồi. Tôi không làm được nữa. Thôi tôi khỏi cố gắng nữa thôi mặc kệ số phận, mặc kệ cuộc đời các bạn nha. Đó, ý là như vậy. Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha. Không thầy nghĩ rằng Đặng Khôi Nguyên bài này em phải hơn 15. Ờ chắc là em khiêm tốn nha. Thầy thấy Đặng Khôi Nguyên là một cao thủ đó. À, câu số 16 nè. Câu số 16 các bạn. Câu số 16 giống như con voi các bạn, thì bao nhiêu trong số chúng ta à, trải qua cuộc đời cái gì đó nè on một cái niềm tin rằng à, chúng ta không làm được cái điều gì đó đơn giản bởi vì chúng ta gì đó một lần trước đó rồi câu số ba sáu bạn chọn chữ gì đây các bạn thì câu số mười sáu chính là kiến thức của verb các bạn câu số mười sáu là kiến thức của verb ở ờ, các bạn nha. Đây nè, đó. Thầy xin chúc mừng bạn nào chọn thầy một cái phrase verb đi với cái từ on to mà nó bằng nghĩa với cái từ hold. À ờ, các bạn nha thầy thấy bạn Minh Quang, bạn Minh Hiền xuất sắc nha. Xuất sắc nha bạn, à, bạn Minh Minh Quang, Minh Hiền nha. Chỉ cần bạn điền cho thầy cái từ hold thì em đã xuất sắc rồi, dù cho chữ hô này không đúng trong câu này không đúng cái câu này chữ nào đi với chữ on to bằng chữ hô thì mới đúng xin chúc mừng bạn nào chọn chữ này các bạn thầy xin chúc mừng bạn nào chọn chữ này nha đây các bạn chữ này đây đây chữ hàng nè mở ở đây các bạn chọn thầy thêm in các bạn đó à, bao nhiêu trong số chúng ta trải qua cuộc đời À, cái cuộc đời mà chỗ này rút gọn bấm in các bạn giữ ở cái niềm tin của chúng ta là chúng ta không làm được cái chuyện gì đó đơn giản bởi vì chúng ta à, thất bại một lần trước đó thì ở trong câu số 17 chữ gì đây các bạn chữ gì đây thầy xin chúc mừng bạn nào chọn cái thầy cái chữ này nha đây chính là cái từ đây các bạn nha một à, thất bại một lần trước đó thầy chúc mừng rất nhiều bạn nha rồi bạn nào V vân vân nè giống như những con voi thì bao nhiêu trong số chúng ta trải qua cuộc sống mà vẫn giữ cái niềm tin rằng chúng ta không thể làm được cái chuyện gì đó đơn giản bởi vì chúng ta thất bại một lần trước đó thì bao nhiêu người ở trong số chúng ta đang bị à, kéo lùi, kéo thụt lùi. Bởi ở uh, cái gì đó cũ và lỗi thời. Rằng ở uh, cái mà gì đó. Rồi, câu số 18 các bạn. Câu số 18. Thầy xin chúc mừng bạn nào chọn chữ này nha. Câu số 18 là sự quan sát. Bạn nào quan sát tốt, làm đúng câu số 18 các bạn. Thầy thấy bạn Nelson đã quan sát tốt nhưng chưa đủ tốt. Rồi, câu số 18. Bạn nào quan sát tốt sẽ làm được câu này. Là hiểu đó thầy dịch nè, bao nhiêu trong số chúng ta bị giữ lại, bị kéo tụt lùi, không chịu cố gắng lên, không chịu vươn lên bởi cái niềm tin cũ và lỗi thời. Trước đây, thầy xin chúc mừng bạn nào chọn thầy cái từ believe nè nhưng bạn phải có s. Bạn phải có s các bạn. Đó, có s các bạn. Bởi vì chỗ này người ta chả dùng cái chữ ờ uh mà bạn quan sát chỗ này đếm được nè. Bạn thấy không? Đếm được nè. Mà chỗ này người ta chả dùng chữ ờ uh, chữ un. Mà ở đây là bao nhiêu trong số chúng ta bị kéo thụt lùi bởi cái niềm tin cổ lỗ sĩ này thì phải nhiều thì mới đúng các bạn. Cái mà không còn có ít ở cái từ surf này À, có nghĩa rằng là có ít đấy các bạn nha. Trong trường hợp này nghĩa là có ít đấy các bạn. Đó. Bao nhiêu trong số chúng ta à, bị kéo thụt lùi bởi cái niềm tin mà không còn có ít cho chúng ta, thì bao nhiêu trong số chúng ta đã cái gì đó bạn nè, cố gắng một thứ gì đó mới, bởi vì cái niềm tin giới hạn chúng ta lại không cho chúng ta tiến lên. Thì ở trong câu số 19 nè trong câu số 19. Rồi, bạn Minh Hiếu, bạn nào mà chọn không đúng chữ này, có nghĩa rằng chưa hiểu cái cái bài của chúng ta nha. Đó là bạn chưa hiểu cái bài của chúng ta đó. À, bạn chọn sai câu của số 19 có nghĩa rằng bạn chưa hiểu cái bài của chúng ta. Các bạn nha, cái bài của chúng ta, thầy thấy có bạn làm đúng nhưng mà ngữ pháp sai, ngữ pháp sai. Thầy dịch lại nha. Bao nhiêu trong số của chúng ta đã thử những điều mới, cố gắng những điều mới bởi vì cái cái niềm tin giữ chúng ta tụt lùi lại này. Tệ hơn nữa, bao nhiêu trong chúng ta bị kéo thụt lùi các bạn bởi cái gì đó giới hạn của những người khác. Rồi trong câu số à, 19 các bạn nè. Thầy xin chúc mừng bạn nào chọn chữ này thì mới hiểu cái bài của chúng ta các bạn. Đó, chọn chữ này thì mới hiểu ở cái bài của chúng ta ở các bạn nhé rồi cái bài của chúng ta các bạn rồi chọn thẻ chữ này nhé bao nhiêu trong số chúng ta nè đã ngừng cố gắng ngừng thử những điều mới bởi vì cái niềm tin giới hạn này tệ hơn nữa bao nhiêu trong số chúng ta bị kéo thụt lùi bởi ở uh, cái gì đó giới hạn của những người khác có nghĩa rằng câu số 20 mươi bạn là một sự quan sát nữa ở à, các bạn nha cũng là một cái sự quan sát nữa xin chúc mừng bạn nào chọn cái thầy ở cái chữ này nha đây câu cuối cùng nó nhẹ nhàng các bạn cũng là chữ believe luôn mà có s cho thầy ở à, các bạn nha có s cho thầy nè cơ bản rằng câu chuyện của chúng ta rất là nhẹ nhàng các bạn ha câu chuyện của chúng ta muốn nói chúng ta rằng à, nếu chúng ta thất bại một hai lần trong cuộc đời của chúng ta thì bạn đừng có nghĩ rằng những cái đó À, bạn không thể làm được cái chuyện đó, à, bạn hãy tiếp tục cố gắng uh, vươn lên các bạn nha rồi tiếp tục cố gắng nỗ lực và vươn lên, à, đừng có bị những cái suy nghĩ uh, tiêu cực trước đây rằng tôi không thể làm được, tôi không thể làm được và tôi đã làm nhiều lần rồi tôi nên thôi tôi bỏ tôi không làm nữa, tôi ngừng cố gắng luôn, cái chuyện này rất là nguy hiểm các bạn nha, à, thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều đã làm bài cùng với thầy à các bạn nha thầy cảm ơn rất nhiều bạn luôn. thì à, bữa sau thầy sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một câu chuyện nữa bạn nha thầy sẽ có nhiều câu chuyện để chia sẻ cho các bạn. À, chúng ta sẽ vừa học cloud test vừa rèn luyện cloud test và chúng ta cũng vừa à, rèn luyện về những câu chuyện hay có ý nghĩa trong cuộc sống các bạn nha. đó à, thầy cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi thầy nha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn Rồi à, bạn à, Các bạn hãy đi ngủ đi nha Thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều Khuya rồi vẫn còn ngồi với thầy Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn Xin chào tạm biệt tất cả các bạn Và hẹn các bạn vào ở những câu chuyện tiếp theo nha Rồi thầy dừng đây các bạn Thầy dừng đây nha Rồi xin chào tạm biệt các bạn Thầy dừng đây